Với những bạn hâm mộ tuyệt vời của anh. Và em cũng biết thêm một điều, em và anh đang không ở gần nhau. Vì vậy em có can đảm viết ra cái bức thư này. Anh có nghe được mong anh cũng bình tĩnh. Và sau đó anh quên đi bức thư này để anh em mình cùng chung sống hòa bình với nhau. Em có đôi lời gửi gắm đến anh, những lời mà em chỉ dám giữ trong lòng gần 10 năm qua. Và hôm nay em viết ra nhờ bạn em minh của Pet gửi đến anh. Thầy có dòng: anh Trường ạ. Thứ nhất, anh có biết em nhớ như in những lần anh đấm em không? Nếu một cú đấm mà đổi ra tiền thì bây giờ em đã thành tỷ phú rồi. Đương nhiên không sao anh ạ. Đương nhiên thì đấm như vậy mới thành người được. Thế thôi, em chỉ nói qua cái phần bị đấm này thôi. À, thỉnh thoảng trong tâm thương tâm em đôi khi vẫn nghĩ nhiều chữ đáng yêu. Mỗi lần bị ăn đấm mà không làm gì được. Không hiểu mấy câu là biết cái gì nữa mình cũng. Thôi, coi như tuổi thơ em cơ cực vì gặp anh. Mong anh tương lai đối xử tốt với em, bù đắp cái tuổi thơ đầy tủi nhục như thế. Xong một thứ nhất nha. Thứ hai, hồi xưa em đã từng ganh tị với anh vì sao anh lại học giỏi tiếng Anh như thế. Mỗi lần thấy anh ngồi vào máy tính lại nghe và học bài tiếng Anh trên mạng, em lại cảm thấy cay một ghét luôn. Đấy, tại sao em càng học càng ấy mà anh càng học càng ấy hơn? Đó, đây là thứ hai mình đọc cái bức thư này. Thế nên trong mắt em, anh thật khó chịu. Điều thứ ba, tự nhiên đến đây liên tưởng đến cảnh đẫm máu xảy ra lần tới mình gặp nhau. Em không dám biết gì nữa. Em nghĩ như vậy tình cảm anh em mình cũng kết thúc rồi. Hay thật. Nhưng một điều em muốn hỏi là tại sao ai anh cũng sống tốt mà trong số đó lại không có em? Em đã từng tự kỷ vì cái này rất nhiều. Và em mong anh cho lại đi hỏi nhé, đi hỏi để cho học em nhé. Sống sao cho đàng hoàng. Sống sao cho đàng hoàng với em vào, để sau này già mình còn ngồi nói chuyện được với nhau. Thì sau này già chưa biết ai đấm ai đâu. Còn rất nhiều câu chuyện bóc lột sự lao động của anh với em. Nhưng em kể đến thế này thôi thì mọi người cũng hiểu được em đã từng phải sống như thế nào rồi. Hôm nay buổi off của anh, chúc anh và toàn thể fan có những giây phút đáng nhớ và mong mọi người trả thù nhẹ một vài thứ giúp mình. Mong mọi người hãy yêu Xuân Trường và luôn đồng hành với anh ấy trên sự nghiệp bóng đá của mình và bảo vệ anh ấy lúc khó khăn nhất, bởi vì Lương Xuân Trường là một người đội trưởng tuyệt vời nhất mà mình đã từng được may mắn sống cùng nhau và gắn bó cùng nhau và chơi bóng cùng nhau. Bên FC Nguyễn Văn Toàn cũng gửi đó hỏi chúc mừng với những tình đầu tiên của Lương Xuân Trường. Hy vọng cuộc sống của mọi người sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye, hẹn một ngày không còn xác hình giữa hai ta.